Ok, nay chào tất cả anh em. Nay nóng nực quá mình thở trần luôn. Máy lạnh hư rồi. Đang bảo hành, đang chuẩn bị nó đổi cái mới luôn. Rồi, nay mình sẽ phân tích cái bài là cái dòng lá nào gài lẹ thuận tiện nhất. À, cho các anh em để mình lấy thêm một cái nữa. Rồi, đây, đây cái nữa. Thì theo mỗi anh em thôi, mình chỉ có phân tích thôi nha. Các anh em đừng ném đá nhiều. Đây là gỗ, đây là chặt cột. Chặt cột. Nha, chặt cột. Là gỗ. Thì cột, nói chung là cột thì cũng được, ngon lành. Rồi, cột. Cột mình bỏ qua một bên nha. Rồi, gài thùng nè. Nha. Gài. Vô, gài thùng ống vô nha. Thì cái này mình thấy cột với cái này cũng tương đối nhau. Và hai cái đó tương đối nhau. Đây. Cái bắt. Không, lục giác. Không, lục giác. Bắt ốc. Kẹp. Kẹp thì bắt ốc. Thì cái này mình phải mở ra, dặn ra. Và đi theo cái này phải có một cái đồ dặn của nó kèm theo, thì có sau này có nhiều cái sáng kế kiến là cái cây giác có thể nằm trong đây luôn. Các anh em làm lá rất đẹp, tiện lợi, nằm ở trong luôn, hoặc cột theo hoặc bẻ theo, cột vô dây thì như, nhưng mà khi đi lỡ mà nó rớt thì anh em tháo ra cũng cực kỳ khó khăn. Không, ở đây có, đây cũng là kẹp ốc giác, ốc trong này, ốc chị ở ngoài. Thì cái mấy dòng lá này thì nó cũng có hay của nó riêng, mỗi cái dòng lá có lại hay riêng. Có một cái loại dòng lá này nữa để mình lấy đây này. Đây cái loại này mới nữa, là mình cũng mới lấy dòng lá này thì nó bắn cái kiểu này luôn. Cái này kéo ra. Đây, mình sẽ chứa gần cho bạn coi. Thì cái dòng lá này bắt buộc phải gài sử dụng ốc. Đây mình rút ốc ra. Cũng là cột. Khi mình cột vô ốc và mình lòi vô khe này, mình kéo ra này để vô. Nhưng mà cột thì nó cũng phải công đoạn cột, nó cũng lâu. Không, thay thế vụ đứt này nọ cũng thay thế ra, mở ra cũng hơi lâu. Đó. Thì mỗi anh em có cách chơi khác nhau nha. Mình chỉ phân tích thôi. Đây. Mình kết nhất là dòng A3. Ba khe. Hiện tại nó rất đơn giản. Dù không có đem theo cái phụ kiện ốc vít gì nữa. Mình xài. Có thể mình xài gài ba khe, mình gài một khe, hai khe, ba khe. Nhưng mà ở đây thì mình gài hai khe hoặc ba khe là chưa dám gài một khe. Gài một khe phải xung dày mình mới gài được nha. Thì cái này tháo ra cũng dễ, dù có đứt dây mình bị nổi dây hoài gì ha, rút ra. Đó, rồi một cái rút ngang qua thôi, hai cái xong. Rồi bây giờ cách thay dây cũng dễ lắm. Đây cái dây của mình đây, mới tháo ra. Đó, tùy theo bạn gài hai khe hay ba khe mình sẽ có xu hướng là mình để cái ná chỗ nào ha. Giờ mình gài hai khe đi, xu hướng thì ná nằm đây ha. Mình gài hai khe thử nhé. Quên, mình gài lộn một khe trên. Khe dưới trước. Rồi, gài kéo. Rồi, ok. Rồi, gài khe trên cái nữa. Khi mình kéo giãn ra, mình gài vô nước lẹ. Rồi, xong. Một cái. Đánh cái thứ hai. Cái thứ hai mình cũng gài khe ha bà ha. Kéo ra. Kéo xuống cả sông. Các bạn kéo. Canh chỉnh cho nó đều. Rồi. Ok. Bên em cái khe nữa.
Rồi, kéo ra. Vậy là mình có xong. Thấy không? Mình xong. Thấy không? Ừ. Thấy không? Xong, lẹ làng. Đây là mình xài hai khe. Đây, mình sẽ test cái gài ba khe. Nè, cho bạn coi kỹ nha. Ba khe. Và hiện tại là có một dòng ná cũng là này luôn. Nhưng mà dòng một khe. Nhưng mà bắn cái loại bắn nằm ngang OTT. Không, chứ phải nằm ngang giống vậy. Kìa. Dòng này mới bắn kiểu đó được. Còn bây giờ mình sẽ gài ba khe cho các bạn. Nói chung là mình test cái này để biết cảm nhận được cái nó lẹ hay không, mình đã tiện lợi hay không cho các bạn. Chứ mình không có phân biệt là dòng ná nào, dòng ná nào, tùy theo các bạn chơi thôi nhé. Đây. Một cái mình úp vô. Rồi ok xong. Khe thứ hai. Đó. Rồi mình kéo nhỉ. Rồi xong. Khe thứ ba. Các bạn đừng có sợ tuột, khó mà tuột được lắm nha. Tại để ý, nếu mà cái gạnh ở trên đây nè, ở đây nè, ta đã khắc ra một cái gạnh nhỏ nhất ở trong cái gạnh ngoài đây, nó sẽ chặn lại, không có dây gì cả tuột. Cái dòng hai khe này, dòng ba khe này nó sẽ cải tiến hơn hai dòng hai khe. Dòng hai khe là cái thun nó nhăn, dòng hai khe cái đời đầu thun nó nhăn, nó sẽ nhăn thun. Còn cái dòng này đã cải tiến rồi, mình sẽ không nhăn thun, mình bắn không nhăn thun, mà khi kéo vô gáp vô nó cũng không nhăn thun. Rồi xong, đã ba khe. Bạn thấy không? Nè. Kéo nó nè. Thấy không? Không nè. Và không nhăn luôn nha bạn. Bạn đang thấy không? Nó lẹ. Và đặc biệt không cần kèm theo phụ kiện. Cái vô dây nào nổ là cái vô thay và mới. Nè. Rồi. À, các bạn nào thấy hay nhớ đăng ký kênh của mình, like và subscribe, mình sẽ cảm ơn các bạn nhiều. À, mình chỉ là phân tích để cho các bạn, nhiều khi anh em có thích cái dòng khác thì sao? À, mình đây làm thấy cái này nó tiện lợi, nó lẹ. Rồi chúc các anh em cuối tuần vui vẻ nhé. Chào các anh em. Các anh em nhớ đăng ký kênh của mình để có những cái video clip hay hơn nữa, săn bắn hơn nữa. Mình bắn hay là shit lắm. Mình bắn gà lắm. Nhưng mà phá hay nhiều. Rồi, tạm biệt các anh em.